Anh Lít ơi, trời ơi, cứu em như tối nay em có hẹn mà giờ em không biết mặc gì hết trơn á. Em muốn một cái gì nó gọi là nó đặc biệt nhưng mà nó không có ô về nha. Tinh gọn phải có điểm nhấn nè, gần gũi mà khác lạ, đơn giản mà phải đặc sắc, nhẹ nhàng mà bừng sáng nè. Đó, có vậy thôi đó. Hôm nay anh cũng mang đến cho Tiên một bộ đôi phụ kiện. Dù Tiên có chọn một outfit như thế nào, dù là năng động cá tính, mạnh mẽ hay là nữ tính, thì nó cũng sẽ giúp cho Tiên bừng sáng. Trời, tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha. Đúng là lùa thêm đẹp nhờ Oppo Reno 8.